Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì tối hôm nay em đóng một cái trang lá xoắn màu vàng gửi cho một cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em phát hiện có một nhánh hoa ảnh năm cánh cả nhà ơi, trong khi đó là có một số cánh là bốn cánh hả. Đây cả nhà xem cái nhánh này nha, cả nhà xem kỹ cái nhánh này, cái cánh của hoa bốn cánh. Nhưng mà cái anh này thì ảnh năm cánh. Biến năm cánh nhìn y chang bông mai luôn đó. Anh bên đây thì bốn cánh là nha cả nhà. Rất là đặc biệt luôn. Cả nhà xem kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cánh. Còn mấy nhánh ở trên đây nè. 4 cánh không à cả nhà. Đây, 4 cánh. 4 cánh. Đây là cái cây trang lá xoắn một cốt. Em chuẩn bị giao cho một cô khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em phát hiện có một nhánh này ảnh năm cánh. Vậy là từ cái nhánh này mình cứ cắt mình nhân giống á, mình xăm cành. Từ cái nhánh này là ảnh sẽ ra năm cánh nha cả nhà. Đấy, mình phải để ý trên một cái cây, cái bông á, xem có cái nhánh nào ảnh khác lạ trên cùng một cây, để mình từ cái nhánh đó mình sẽ nhân giống thì mình sẽ được cái giống nó khác đi. Thấy cái cây mẹ đây cả nhà, những cái cánh ở trong nè, bốn cánh rành rành luôn. Ở dưới này đấy, nhưng mà riêng anh này là năm cánh là người ta hay gọi là ngũ phúc quá cả nhà. Bên này anh cũng được 5 cánh. Em kiếm rồi còn cái bông nào 5 cánh nữa. Cái nhánh bên này cũng được 5 cánh. Nhánh bên này cũng được 5 cánh. Rồi ok, em review sơ lược cái bông trang lá xoắn một cốt. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn em review cây bông trang lá xoắn một cốt màu vàng trước khi em đóng thùng gửi cho khách. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé.